Vào những ngày cuối năm 2002, đoàn làm phim chúng tôi đến chia vui với gia đình ông Lê Doãn Kinh và bà Lê Thị Kết ngụ tại ngõ nhà giàu Khâm Thiên để mừng đứa cháu nội của ông bà ra đời. Bố của đứa nhỏ, Lê Anh Chiến, sinh vào năm 1972. Vợ chồng anh đón đứa con đầu lòng ra đời nơi căn nhà xưa từng bị vùi trong bom đạn. Tình cờ chúng tôi cũng được biết rằng người mẹ trẻ này sinh ra vào ngày 20 tháng 12 năm 1972. Cô là sĩ quan quân đội, hướng dẫn viên bảo tàng chiến thắng B-52 của quân khu thủ đô. Nào, cháu có biết gì về B-52 không? Không ạ. Thế còn cháu? Cháu có biết ạ. Ai kể cho cháu nghe? Dạ, cô giáo và bố mẹ kể cho cháu nghe ạ. Ba mươi năm trôi qua, kể từ cái ngày đau thương ấy, người dân thủ đô vẫn thường đến thắp nén nhang cho những người đã bị bom B-52 giết hại trong 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972. Nhiều gia đình ở Khâm Thiên, An Dương, Thanh Trì, Hà Nội có chung một ngày giỗ. Thưa ông bà, có còn nhớ những ngày ấy không? Tôi còn nhớ, và tôi không thể bao giờ quên được cái ngày tháng năm ấy. Tôi còn nhớ, tôi vẫn còn nhớ. Không bao giờ tôi quên được, 30 năm về trước. Vì không bao giờ có thể quên được. Các anh các chị mà cứu sập kể lại rằng là bố em mất đúng vào quả bom. Quả bom nó trúng nơi bố em. Cô nghẹn ngào bởi trong ký ức của cô chỉ còn nhớ một quả bom đã rơi chính giữa nhà cô, và hình hài người cha chỉ còn là mảnh áo bông cháy khét. Chuyện ấy xảy ra cách đây 30 năm. Lúc đó, Mỹ đang bị sa lầy nghiêm trọng trên chiến trường Việt Nam. Để tìm một lối ra cho cuộc chiến này và để xoa dịu làn sóng đấu tranh phản chiến ngay trong lòng nước Mỹ, chính quyền Nixon buộc phải ngồi đàm phán tại hội nghị Paris. Đàm phán đến đấy thì nó chững lại, là bởi vì thì không tiến thêm được nữa. Kissinger nó đã đe dọa rồi. Tôi sợ rằng Tổng thống Nixon sẽ có biện pháp cứng rắn. Thế ông Thọ là thế nóng mắt. Thì ông cụ đã cự lại, rồi đã đánh nhau bao nhiêu lâu rồi, còn bây giờ dọa, không thể dọa được đâu. Muốn đàm phán trên thế mạnh, Mỹ đã phải đối đầu với một dân tộc từng nhiều năm chiến đấu cho độc lập tự do. Bác Hồ từng tiên đoán Mỹ sẽ thua ở Việt Nam, nhưng chúng chỉ thua khi thua trên bầu trời Hà Nội. Đến hôm nay, chúng ta càng khâm phục nhận định thiên tài và ý chí sắt đá của bác. Phải nói là khi mà cái tập kích chiến lược bằng B-52 trên Hà Nội, Hải Phòng đó, thì ngay đoàn chúng ta thì phải nói thật sự là cũng lo lắng.
chưa từng thấy ở thế giới này nó có một cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 mà với một cái số lượng B-52 nó lớn như vậy. Vì vậy cho nên em cũng nói thật sự là cũng lo lắng và phải nói là, có thể nói là nín thở để xem từ ở nhà là cái quân dân ta đối phó cái chuyện đó như thế nào. Khi mà bom nổ rền thì là nhìn trời sáng rực lên, thì lúc bây giờ tôi hoàn toàn, lúc giờ cái cảm giác rất lạ, là vì mình biết là nó đánh vào phía nam thành phố. Lúc đó chúng tôi đọc mà khóc, đọc để đồng bào sơ tán đi, nhưng mà cũng mình không thể tránh được nhỉ. Hội đồng phòng không nhân dân thành phố ra lệnh, mọi người nhất thiết phải cú hầm ẩn nấp, không ai được đi lại đứng ngồi trên mặt đất. Hà Nội lại một lần nữa được tôi rèn trong bom đạn, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Hà Nội, Hải Phòng có thể bị tàn phá, song chúng ta quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Dũng khí của một dân tộc là bệ phóng cho ý chí quyết đánh và quyết thắng kẻ xâm lược. 17% máy bay B-52 trong tổng số 200 chiếc B-52 của Mỹ đã bị hạ trong 12 ngày đêm oanh liệt đó. Đến hôm nay, trong lòng hồ làng Hoa Ngọc Hà vẫn còn lưu giữ một mảnh xác B-52. Vì sao mà Mỹ với một những tù mai không quân sắp xếp như vậy mà lại ta lại thắng? Thì có một cái nhà chiến lược giáo sư một trường đại học Mỹ nói rằng, nếu mà dân tộc Việt Nam mà là anh hùng đấy, nhưng mà chỉ anh hùng không ạ, thì cái khối lượng sắt thép đô la khổng lồ của Mỹ sẽ đè mẹp. Nhưng mà cái dân tộc Việt Nam thông minh quá, cái trí tuệ Việt Nam đặc biệt quá đó, và nói rằng đây là cái thắng lợi của trí tuệ Việt Nam với tinh thần yêu nước Việt Nam đối với cái lực lượng quân sự khổng lồ của mình. Thất bại bởi cuộc tập kích chiến lược bằng pháo đài bay B-52, Mỹ chấp nhận ngồi lại bàn hội nghị Paris. Mỹ thấy rằng không thể là khuất phục được nhân dân Việt Nam, ngay đến những cái gọi là cái con bài cuối cùng của Mỹ là tập kích chiến lược bằng B-52 trên Hà Nội, Hải Phòng. Thì sau đó thì như chúng ta biết đó, ngày 31 thì Mỹ tuyên bố chấm dứt Nam Bôn và trở lại đàm phán. Thế giới chào mừng Việt Nam, trận Điện Biên Phủ trên không toàn thắng làm nghiêng cán cân lực lượng tại bàn hội nghị Paris sang phía lực lượng yêu nước, yêu hòa bình, độc lập dân tộc của Việt Nam. Trải bao gian lao, đau thương mất mát, Hà Nội có một mùa xuân mà cánh áo trắng đã thay cho cánh áo màu ngụy trang. Cũng chính chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đã góp một phần quan trọng tiến tới sự toàn thắng mùa xuân năm 1975, một mùa xuân đẹp nhất của dân tộc, xuân của đoàn tụ, thống nhất, mốc son quan trọng của lịch sử đất nước này. Ông Nguyễn Văn Khoa, một cựu chiến binh ở khu Khâm Thiên, kể với chúng tôi rằng ông rất thích đi dạo trên mỗi góc phố Hà Nội
để nhìn hôm nay, nhớ lại ngày trước, rồi từ đó lại nhìn hôm nay. 30 năm sau Điện Biên Phủ trên không, có biết bao biến đổi. Tôi biết, nhiều người như chúng tôi, trong tháng chạp của mùa đông Hà Nội, 30 năm sau chiến thắng B-52 này, thường lắng lòng mình, nhớ từng góc phố bên hông nhà hát lớn, nơi ta tạm biệt người thân để lên đường đi cứu nước. Bao đường phố thân quen của một thời, những tấm áo mới đã phủ lên những dãy phố ấy hồng hào, náo nhiệt, tươi tắn. Đã có một Leningrad đứng lên từ trong gạch vụn hoang tàn. Đã có một Hiroshima hồi sinh từ trong sự tàn phá của bom nguyên tử. Hà Nội có An Dương, có Gia Lâm, Thanh Trì, Khâm Thiên, Mễ Trì. Có bệnh viện Bạch Mai đứng dậy từ trong hố bom hủy diệt. Hòa bình và nhân tâm đã chiến thắng. Người có tuổi hay nghĩ về quá khứ, tôi lại nghĩ về người bí thư quận đoàn quận Đống Đa Lê Anh Chiến, đã từng ra đời trong tầm bom Mỹ năm 1972. Một thanh niên năng nổ, có bằng cử nhân kinh tế và ngoại giao, và đứa con trai của vợ chồng anh, đứa cháu đích tôn của ông bà Lê Doãn Kinh, sau 30 năm lại ra đời trong một hoàn cảnh khác hẳn. Sự ngẫu nhiên này thật là thú vị. Đêm 20 tháng 12 năm 1972, một đêm B-52 đánh phá điên cuồng ở Hà Nội, Trịnh Thị Khuyến Lương ra đời ngay bên dốc phà Khuyến Lương vào đêm dữ dội đó. Cha mẹ cô lấy luôn tên bến phà này đặt tên cho cô. Và bây giờ sau 30 năm, tôi đã trưởng thành và lại được công tác tại Bảo tàng Chiến thắng B-52. Tôi có điều kiện tiếp xúc với các nhân chứng, các hiện vật, các tài liệu của bảo tàng, và thế hệ chúng tôi cũng cảm nhận được rất sâu sắc những cái đau thương mất mát to lớn và cái sự bình tĩnh kiên cường của cha anh chúng ta. Chúng tôi đã gặp một đoàn du lịch tham quan Bảo tàng Chiến thắng B-52 tại Hà Nội. Trong đoàn này có nhiều khách người Mỹ. Trong tấm ảnh cũ, người chít khăn tang cha mà vẫn ra trận địa bắn máy bay là chị Phạm Thị Viễn. Hôm nay, chị lại cùng anh em trong tiểu đội pháo 14-5 gặp lại cỗ súng của mình. Chiến tranh đã trải qua 30 năm. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ khép lại cái quá khứ của chiến tranh, và mình sẽ vươn tới cái tương lai để xây dựng lại cái đất nước Việt Nam nó đàng hoàng to đẹp như lời Bác Hồ đã nói, và sẽ Việt Nam hội nhập với các nước trên thế giới, và mình sẽ khép lại cái quá khứ đau thương đấy để mà mình làm được cái vươn tới những cái thành tựu nó tốt đẹp hơn. Đấy là nó là một cái truyền thống. 30 năm trước, chiến sĩ tự vệ Đỗ Thị Dần và Ngô Thị Hiếu đang ở tuổi 20. Tôi là xạ thủ số 1 và đã là người trực tiếp đạp cò một điểm xạ ngắn và đã cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay đó. Tôi cũng rất mong gặp lại các cựu chiến binh người Mỹ, bởi vì
Thì sau 30 năm chúng tôi cũng không biết, và nhất là hai cái phi công mà đã bị chúng tôi bắn rơi thì hiện nay các anh như thế nào. Tôi rất muốn gặp lại, bởi vì là quá khứ là quá khứ và hiện tại là hiện tại. 30 năm sau, những người nữ tự vệ Hà Nội dũng cảm ngày nào bây giờ sống giản dị trong nhịp sống yên bình của Hà Nội. Tôi cứ suy nghĩ mãi cái ranh giới giữa một người phụ nữ Việt Nam tần tảo hiền hảo với một người anh hùng, giữa việc may bộ quần áo làm đẹp cho đời với một chiến công. Ba mươi năm trước họ ngồi chung mâm pháo, 30 năm sau tình cảm đồng đội cũng chẳng mờ, mỗi người có tiêu chí riêng của sự hạnh phúc. Bước vào làm kinh tế thì dù sao nó cũng gặp cái khó khăn của nó, nhưng cái nữa là vừa là người lính nhưng mà lại chúng ta đã kết hợp giữa kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã là cái khó rồi, nhưng mà đây lại là người lính làm trong lĩnh vực đó càng khó hơn, càng khó hơn. Làm sao con người, cái bản chất của người lính của họ trong kinh tế thị trường nó không bị phai nhạt đi. Những năm đầu thế kỷ này, bức tranh thủ đô Hà Nội từng tháng, từng năm có sự thay đổi, đôi khi đến ngỡ ngàng bởi tốc độ phát triển của nó. Ngoài lúa và hoa màu, vùng ngoại thành Hà Nội đang cố gắng vươn tới một nền nông nghiệp bền vững, xây dựng những cơ sở nuôi trồng rau sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của nhân dân thủ đô. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước. Hà Nội đang cố gắng giải quyết sự bộn bề ở những nút giao thông trọng điểm, như là những động thái đón nhận cơ hội đầu tư phát triển nền kinh tế của mình. Tiến mới của công nghệ thông tin tạo cơ sở vững chắc cho Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Ba mươi năm sau chiến thắng B-52, Hà Nội xuất hiện những lớp người mới mà tương lai trông cậy vào họ. Thế hệ trẻ đang làm thăng hoa hơn cái tinh túy của một Hà Nội hào hoa, trong một cuộc sống đang chuyển biến tốt đẹp trong cả cuộc sống vật chất và tinh thần. Thời gian, những phi công Mỹ bị tạm giữ ở nơi này. Giờ đây Hilton Hà Nội chỉ còn là một di tích bên cạnh một khách sạn lớn trong số rất nhiều khách sạn cao cấp trong thành phố. Hà Nội giang tay đón bạn bè quốc tế đến với Việt Nam trong tinh thần Việt Nam muốn là bạn
và là đối tác tin cậy của cộng đồng các nước trên thế giới vì hòa bình. Năm 2000, Ngài William Jefferson Clinton, cựu Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Hà Nội. Đến khu Văn Miếu, ông đã gặp cái hồn của Hà Nội ngàn năm văn hiến, đi trên cái nền Đại học Nhân văn có chiếc nước Mỹ 700 năm. Ông đã gặp tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước hết, cho tôi được gửi lời biết ơn chân thành nhất của tôi với các bạn. Tôi rất vui được nói chuyện với hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học của Việt Nam. Một trong những người đặt nền móng xây dựng nên nước Mỹ, Ngài Thomas Jefferson, đã đem những hạt giống từ Việt Nam về gieo trồng trên những trang trại Virginia từ 200 năm trước. Hơn 30 năm trước, cựu đại sứ Peterson từng bay vào Việt Nam. Hôm nay ông là khách của chính phủ. Cựu Tổng thống Bill Clinton từng nói, từ quá khứ đắng cay, chúng ta vừa gieo mầm cho một tương lai tốt đẹp. Hà Nội từng gặp lại những người cựu chiến binh Mỹ. Rất nhiều người trở lại Việt Nam trong hối tiếc. Thì chúng tôi thấy cái độ lượng quan trọng của nước ta là rất là khoan dung. Chúng ta thường thường ấy là nói chung tất cả cái thứ đó chúng ta biến thù thành bạn. Tôi nghĩ đây là cái truyền thống rất là dân tộc, là vì không phải một thằng Mỹ đến đây đánh, và quá khứ trong lịch sử của chúng ta rất nhiều đất đến để xâm chiếm đất mình, nhưng xong rồi nhân dân cũng gọi là xóa thù để làm bạn. Nhân cái kỷ niệm 30 năm ngày chiến thắng B52 này, em cũng thay mặt cho toàn thể nhân dân phường Khâm Thiên và cho tất cả những nạn nhân ở Khâm Thiên cái đêm 26 tháng 12 này, nói một lời nói rằng là cầu mong tất cả trên thế giới này không có chiến tranh. Ba mươi năm sau những thắng lợi hào hùng và để tiến tới thời khắc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, người Hà Nội còn biết bao việc phải làm để xứng đáng với tầm vóc ngàn năm văn hiến. Ngắm cảnh Hồ Gươm và khu tượng Lê Thái Tổ, chúng tôi bỗng thấy huyền thoại trả gươm báu xuống hồ Lục Thủy để khép lại chiến tranh. Sao mà kỳ diệu và đậm tình người đến thế. Nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh. Chuyện rằng nơi đây đêm đêm cây bút đá vẫn viết lên trời cao những khát vọng rực đỏ nơi đất với trời, cho vừa thiêng mỉm cười xua tan bao nếp nhăn cuộc đời.